Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt nha. Như đã hứa với anh em vào clip hôm thứ bảy thì hôm nay sáng thứ hai đầu tuần thì mình bớt chút thời gian ra để mình tranh thủ mình quay cho anh em chi tiết về em Fortuner máy dầu số tự động đời 2019 mà đi có 13.936 km nha anh em, cho là 14.000 cây đi ha. Đấy, để coi thử là một cái xe mà đã qua sử dụng, mặc dù là đời 2019 tính tới bây giờ là gần 4 năm sử dụng, nhưng mà một cái xe mà được chủ người ta giữ gìn kỹ, và mình gọi một cái từ dân gian đi, một cái xe lướt, một cái xe ken thì nó sẽ như thế nào nha. Và chiếc xe này thì bên mình cũng chưa có dọn rửa spa gì hết nha, chỉ có ngày hôm qua là Hùng nó rửa sơ sơ thôi đó, chưa có spa, chưa biết, chưa đánh bát gì hết. Thì nguyên trạng nó như thế nào thì mình sẽ quay kỹ lại hơn cho anh em nha. Còn đối với những tất cả những cái xe Fortuner thì anh em biết rồi, đối với cái dòng Fortuner hoặc là dòng Innova, những cái dòng cày, những cái dòng trâu bò này thì cho dù có 200-250 ngàn cây thì cũng chả xi nhê gì đâu. Nhưng cái cảm giác của những cái xe mà đi mười mấy ngàn cây, mình leo lên, mình chạy là nó sẽ có sự khác biệt về cái cảm giác lái, nó cho mình một cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đó, nói chung là người nào đã xài xe lâu, đi qua nhiều đời xe thì leo lên một cái xe mà đi ít, một cái xe ken là sẽ cảm nhận được ngay là cái chất xe và nó nhẹ nhàng và nó lướt như thế nào á nha. Dạ chưa? Rồi, anh em vẫn như thường lệ, một chiếc xe rất là quen thuộc, một chiếc xe sở trường của bên Đạt. À, giá bán luôn xin nhắc lại với anh em, chiếc xe này mình đang bán là 865 triệu nha anh em. Toyota Fortuner máy dầu số tự động nha. Đấy, anh em đi một vòng xung quanh xe với mình đi. Xe đi có 13.000 cây. Quá mới luôn anh em ơi. Mới tinh, nhìn cái vỏ sau này. Cái vỏ sau xe Fortuner sẽ là cái vỏ truyền động ha. Cho nên là anh em nhìn cái vỏ này. Đó, nó như thế này này, nhìn cái chấm vàng ở đây, nhìn cái đách vỏ này, nhìn cái gai vỏ này ha. Thậm chí đây đây, bạn coi phim cô lấy nét vô những cái vị trí những con ốc té này coi. Mới như thế này thì thôi bạn gì nữa anh em. Con này sơn zin nó rơi tầm cả 98-99% nha anh em. Có làm bảo hiểm và có dặm một hai lần cản trước cản sau thôi. Đó, thì anh em nào muốn cái sự hoàn hảo thì mình chia sẻ rõ ràng như vậy. Anh em nhìn gầm bệ này, cái gầm này chưa rửa một lần nào luôn nhé anh em. Đó, thấy không? Vỏ si cua này chưa lăn bánh này, thấy chưa? Đó. Xe có 13.000 cây thì nói gì nữa, siêu mới anh em ơi. Đó. Quá đẹp anh em ơi. Đây. Đắt vỏ 3719, xe này là xe sản xuất lắp ráp trong nước nha anh em, chứ không phải là xe nhập đâu nha. Xe nhập thêm trước mình có chiếc màu trắng mình đã bán 925 triệu rồi, thì xe này thì giá này là hợp lý rồi, dù sao nó cũng là xe lướt ha. Đây anh em nhìn coi, mới ha. Đó, anh em nhìn vô cái cầm thắng tăng bùa đây này, cái nước nhôm của nó này, cái nước xi của nó này, đó nhìn là biết chất xe rồi. Đấy, đi một vòng đi anh em. Và cái màu sơn này là màu nâu cánh gián nha anh em. Đó, có mọi màu là 4V9, cái màu này là cũng là một cái màu signature của Fortuner đấy. Đó, đẹp không? 865 triệu. Đó. Hợp lý anh em ơi, xe mới lắm. Đó, ở cái cửa tiền và tầm tiền như thế này thì quá quá là ok anh em. Giá xe giờ hợp lý quá đúng không anh em? Mà cái xe này nó mới lắm. Đây. Quay lại cho anh em coi nè. À. Đây. Đó anh em nhìn vô một con ốc ngay đây. Đấy, nhìn theo tay mình nè. Thấy chưa? Ui trời, đấy, nhìn cái thành này nó mới cỡ này thôi chứ. Đấy, nhìn coi máy gì không mới gì mới nữa anh em. Đó, Fortuner đi 250-300 ngàn cây chả xi nhê gì, huống chi cái xe này đi có 13.000 cây. Anh em nhìn coi những cái vị trí phía trong này này, nó gọi là chưa hết rô đai luôn, nó còn vẹn ươm như thế này. Anh em nhìn coi, quá mới quá ken anh em ơi. Đây, ốc tán đây. Đó, thôi không có đâm đụng ngập nước, giờ đã dùng tới cái trừ là miêu tả sơn zin nó rơi tầm 98-99% thì anh em đừng bàn tới chuyện keo chỉ hay là đâm đồn ngập nước gì ở đây nữa nha anh em. Đấy, đây nó chân đèn này, mọi thứ là zin 100% hết nha anh em, từng con tán này. Đó. Đó, thấy chưa, nó zin 100% hết nha. Đó, cái bình zin luôn. Cái thật ra cái bình nó không quan trọng đâu anh em, nhưng mà ý là mình nói là cái xe đi ít á, chứ thông thường là cái bình ắc quy này tuổi thọ nó rơi tầm chừng, nếu mà xài đi thường xuyên thì tuổi thọ nó rơi tầm chừng 5 năm rưỡi á. À, ai mà bảo dưỡng kỹ trong nước đầy đủ thì có thể kéo dài 2-3 năm. Nhưng mà cái xe này đi quá ít. Hiện tại bây giờ cái bình CS zin vẫn, bình nước vẫn còn luôn ha. Quá đẹp anh em. Chả biết nói diễn tả từ gì nữa. Quá hợp lý luôn nha. Đó, anh em cứ theo dõi chất xe với Đạt thì biết ha. Đó, nhìn cái vỏ trước này. Vỏ là zin theo xe hết nha anh em.
đây đó. Đấy, anh em nhìn coi đó, đắt vỏ này 3719 này đó, nhìn vô cái thắng, cái đĩa thắng coi. Nhìn vô cái guốc phanh ở đây này. Đó, cái lòng về này ngày hôm qua Hùng không có sửa, nó rửa sơ sơ thôi đó, mà anh em nhìn coi đó, đúng 7 màu cái gầm này luôn á, quá tê tái luôn anh em ha. Đây kêu chỉ nha anh em, đó đó, nhìn coi quá quá đẹp luôn anh em ơi, như xe mới ha, như xe mới, xe đi ít ô đô ít là nó phải như thế này nha anh em, keng nó đẹp nha. Đó anh em nhìn coi bảy màu ha, đúng bảy màu, nó phải keng xà beng nó đẹp như thế này nè. Đó, xe này là xe lắp ráp nha anh em, không phải xe nhập nha. Đó, con này nó rơi vào giữa 2019, giữa cuối 2019 rồi nha. Đó, xe 2019 này xe máy giao số tự động, xe nhập cũng có nhưng mà hiếm lắm. Mình lâu lâu mình sưu tầm được 1-2 xe thì bán rất là nhanh nha. Anh em đừng có kỳ vọng là sẽ có nha anh em. Hàng đấy thuộc dạng hàng hiếm mà. Nó không có phổ thông đâu. Đấy, anh em nhìn cái băng ghế sau coi. Ôi trời, thằng băng. Đẹp không? Không. Đấy, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Không. Đó. Rồi keo chỉ nè. Không. Đấy, cái này quay tượng trưng gọi là cho những anh em nào coi biết thôi. Đấy. Trời ơi, cái chữ Forerunner này nó mới tinh nè, ngay cái logo ngay đây. Rồi rồi. Nói gì nữa anh em. Ha. Anh em thẩm định coi thử là anh em thẩm định coi thử xe này là có tua không nha anh em. Tua không? Đây, sàn chủ xe kỹ lót 2-3 lớp sàn. 2-3 lớp sàn đây. Sàn trên, sàn dưới thì tùm lum la hết. Đó, nhìn cái vị trí này người ta bật lên, những cái vị trí này nó không chạy luôn, thấy chưa? Không hề chở đồ luôn á, thấy chưa? Để nhìn la phong được rồi. À, đó, nhìn những cái vị trí này. Ốc tán này. Không. Đấy. Mới lắm nha nè. Đó. Bộ đồ nghề nè. Đó, thấy chưa? Quá hợp lý. Xe zin như mới, không khác gì mới cả anh em. Đây. Cabo cốp đổ rồi. À, mấy cái tán cao su à. Nào. Đấy. Chắc là sẽ bay nhanh thôi anh em ơi. Thời điểm này giá hợp lý quá. Xe keng xà beng đẹp như thế này. Anh em cứ từ từ coi cảm nhận nha, mình không muốn nói nhiều đâu. Tại mấy thánh vô comment cứ chê xe mình tua. Xe ta như mình tua. Tua tặng xe luôn nha anh em. Anh em nhìn cái gầm rồi, gầm chưa rửa nè. Trời ơi. Ốc tán dưới 7 màu không nè. Có nhìn lên đây coi. Nhìn lên đây coi. Nhìn ngay cái ống bô này. Trời ơi anh em. Xe chưa rửa chưa vệ sinh mà nó đã keng như thế này rồi. Ha, cái này mà bát biết vệ sinh lên cái nữa chịu sao nổi anh em. Ha. Nhìn coi. Này. Không. Đấy. Thôi chứ. Bàn tán gì nữa đây. Không. Nghe không? Quá đẹp luôn anh em ơi. Quá đẹp, quá hợp lý luôn. Ha. Đó anh em nhìn coi, nhìn cái ghế này. Thằng băng à. Ha. Đẹp ghê. Dưới ánh nắng cái màu nâu cánh gián này, hay còn gọi là màu nâu đất. Rất đẹp ha, rất sang nha. Đậu trong mát thì nó sẽ có cái màu nó tối tối giống như là màu đen, mà khi ra ngoài nắng thì nó ánh lên rất là đẹp. Đây. Rồi, bạn quay phim lấy một cái góc xa xa ra để mọi người ngắm nhìn cái dáng xe coi. Xe 13 cây thì nói gì nữa. Lấy một cái góc xa xa ra coi thử có mấp méo gì không nha. 865 triệu nha anh em. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa anh em? Máy dầu số tự động 2019. Đặc biệt đi 13.900 cây, cho là 14.000 cây đi. Chắc mình giờ ra giờ vô này anh em tới coi xe chắc nó nhảy lên tầm 14.000 cây đó. 865 triệu. Đẹp à? Đó, quay chút xíu phần nội thất cho anh em coi nữa nè. Cái máy 13.000 cây mà máy dầu thì nói làm gì nữa. Đó, trời ơi cái nội thất nó mới, trời ơi nhìn cái tem B708 gì đây nè. Còn nguyên si nha. Chắc mình giờ ra giờ vô thì nó sẽ nhảy lên tầm 14.000 cây nha. Đó, nhìn coi vô lăng coi. Ôi, ôi. Anh em nhìn vô lăng coi. Cái này không nói nhiều nha anh em. Anh em coi chất xe tự hiểu nha. Mất công mấy ông lại nói mình tua rồi ca hát rồi binh bùa gì ở đây không biết. Đó, mới nhìn cái tay. Đây, nhìn cái tăng còi.
không? Đó, đây, kéo này ra luôn. Đấy. Thấy chưa? Đẹp không? Hợp lý chưa? 865 triệu. Xe này cá nhân, một chủ mua mới từ đầu nha. Cái này nào giờ một chủ nha anh em. Đấy. Mua mới từ trong hãng luôn á, bà chị đồng nghiệp mình bán. Hồi đó là mình vừa mới nghỉ Toyota qua Honda. Đây. Đó, anh em nhìn này. Zin hết nha. Cái này là zin nguyên bản nha anh em. Nè, đời thời đó là cái xe lắp ráp nó sẽ là cái đầu này. Xe nhập nó sẽ là cái đầu Pioneer. Đấy. Đó, bây giờ mình bước xuống xe để cho bạn quay phim, bạn quay kỹ hơn về phần lấy một cái vòng về phần nội thất đi cho anh em coi nha. Xe còn đủ 3 chìa khóa zin hết nha anh em. Đấy, lấy đi, một cái vòng tổng quát về phần nội thất để cho mọi người coi và cảm nhận nha. Đấy. 865 triệu cho một chiếc xe mình phải dùng một cái từ là hoàn hảo nha anh em. 13.000 cây mà không hoàn hảo nữa, cái gì hoàn hảo nữa. Cái máy này em ru à. Đấy. 865 triệu, quá hợp lý rồi. Đó. Máy đang nổ nha. Máy đang nổ nha anh em. Đấy. Nghe tiếng đóng cửa thấy biết xe lướt rồi đúng không? Giờ nắp capo lên nghe cái kịch thấy khói rồi đúng không? Đây. Đó. Máy dầu số tự động 1 cầu 2019, xe lắp ráp trong nước nha. Rồi, thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931 226669 nha. Xe thì đang đậu ở cửa hàng của mình ở vị trí 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.